Nếu bạn không thể bay thì hãy chạy. Nếu bạn không thể chạy thì hãy đi. Nếu bạn không thể đi thì hãy bò. Nhưng là gì đi nữa, bạn vẫn phải tiến tới phía trước. Martin Luther King. Tiến về phía trước không có nghĩa là không còn thiệt thòi hay đau đớn, mà có nghĩa là ta đã chấm dứt sự yếu hèn, nhu nhược của bản thân. Nhưng thực tế là khi ta tự nhấc chân ra khỏi cái vũng lầy mà chính ta đã từng góp phần khoét sâu vào nó, thì ta mới nhận ra rằng những gì ta suy nghĩ hay phản ứng hôm qua hoặc trước đây chỉ là một phần hết sức nhỏ bé trong cái tổng thể vĩ đại gọi là tôi này. Người ta nói loài đại bàng biết bão tới từ rất sớm, trong khi loài khác tìm nơi trú ẩn thì đại bàng lại bay lên đỉnh núi thật cao và chờ bão tới. Đại bàng dang rộng đôi cánh để mượn sức gió, để bay vút lên bầu trời cao, rồi cưỡi lên cơn bão đang hoành hoành phía dưới. Để có được khả năng này, đại bàng đã phải khổ luyện từ thời bé xíu. Đại bàng mẹ đã gấp chúng ra khỏi tổ. Vì sợ hãi nên đại bàng con liền nhảy vào cái tổ, mà bây giờ đại bàng mẹ đã tháo lớp cỏ mềm ra nên chỉ còn lớp gai nhọn. Bị chảy máu đau đớn, đại bàng con nhảy ra, thì lần này đại bàng mẹ lại quẳng chúng vào cái tổ đầy gai nhọn kia, khiến chúng kêu la thảm thiết. Tiếp đến, đại bàng mẹ lại ném chúng vào khoảng không, đến khi đại bàng con kêu lên vì sợ hãi, thì đại bàng cha mới bay tới bắt lấy chúng đem về tổ. Việc này lặp đi lặp lại liên tục cho đến khi đại bàng con có thể tự vỗ cánh tung bay, cảm thấy thích thú và tự tin vào khả năng bay lượn của mình. Mặc dù đại bàng đã trưởng thành, vững chãi rồi, thì nó vẫn luôn kiên trì luyện tập, đề cao cảnh giác, chỉ bay chung với đại bàng trên vòng trời cao mà thôi. Con người cũng vậy, nếu không có bất cứ sự khổ luyện nào, thì đừng trông mong gì có thể sải cánh bay tự do và an toàn trên bầu trời, vốn tiềm ẩn những trận phong ba bão táp. Nếu như thuở nhỏ không được may mắn để trải nghiệm qua những môi trường đào luyện khắc nghiệt, dù là gia đình hay trường đời, thì đây, hôm nay ta đang có cơ hội quý giá mà trời đất trao tặng cho ta. Nghịch cảnh hôm nay là để buộc ta phải dừng lại hoặc chuyển hướng, và không còn hướng nào đúng đắn và tươi sáng hơn là hướng quay về chính mình để chiến thắng và vượt qua. Hãy cứ đi đi, rồi sẽ tới. Mọi sự nỗ lực phấn đấu để vượt qua những giới hạn yếu kém của bản thân bằng trái tim chân thành thì sẽ luôn chiêu cảm được lòng của trời đất. Trước sau gì trời đất cũng sẽ đồng hành cùng với ta, sẽ nâng đỡ những bước đi mới của ta, sẽ đưa ta tới những người bạn lành và những cơ duyên tốt đẹp để mở rộng thêm con đường. Mỗi phút giây được sống trong tinh thần lạc quan, trong niềm tin đúng đắn, trong năng lực tích cực tràn trề, để từ đó ta nhìn thấy đâu đâu cũng là điều kiện của hạnh phúc, và bất kỳ người thân quen nào cũng là lý do để chúng ta phải sống thật kiên cường và thật giá trị, thì ta đã về đến đích rồi. Bởi đích đến của ta là tìm thấy được chính mình và giá trị chân thật của cuộc sống. Hãy bay lên, bay cao, bay thật oai hùng như đại bàng chưa bao giờ biết sợ phong ba.